xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay Linh chúc ông bà cô chú dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh tiêu. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV nha. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món bánh tiêu mà Ngọc có làm cái video trước đó là Ngọc chỉ làm cho gia đình ăn thôi, cho nên Ngọc không có nói rõ cái công thức. Thì có một chị comment vô giống như nói là giống như là xin cái công thức. Thật sự ra đầu tiên Ngọc làm thì Ngọc chỉ làm cho gia đình ăn chơi vậy thôi à. Chứ Ngọc cũng không có nghĩ là ông bà cô bác yêu mến Ngọc nhiều như vậy. Thì hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cái công thức mà Ngọc trong gia đình Ngọc ăn nha. Rồi Ngọc xin chia sẻ đó. Cái bánh tiêu, đây là bột mì nè ông bà các bác anh chị. Cái này để đúng chưa đây? Đây nè, bên đây mới đúng chưa hả? Rồi bên đây. Đó, bên đây Ngọc đưa hết trên hai bên cho này nha. Đó. Ông bà các bác anh chị, đây là bột mì ha. Bột mì hiệu nào cũng được, nhưng Ngọc xài hiệu này thì Ngọc xài cho hiệu này. Viết đây. Ông bà cô bác có viết hiệu nào thì xài hiệu đó, còn Ngọc thì mua hiệu này thì Ngọc xài hiệu này nha. Đó. Bơ. Ngọc chỉ giới thiệu sơ lược thôi nha. Bơ. Đó. Cái đây là dầu ăn. Một phần ba khắp đường nha ông bà cô bác anh chị. Tại vì khắp á, 1/3, 1/2, 1/4 rồi khi Ngọc cầm, Ngọc đổ vô thì hãy giống giúp cho Ngọc nghe Ngọc nói. Chứ nhầm khi á, mình tưởng là một khắp độ không phải đâu nha. Nó giống như Ngọc có nói hết trơn, đây là 1/3 nó đây nè. Đó, 1/3. Ông bà cô bác ăn nhiều á, ngọt thì mình bỏ nhiều, ăn ít thì mình bỏ ít thôi nha. Đó. Còn đây là sữa. Ông bà cô bác thích loại nào thì mình làm sữa loại nấy, còn Ngọc trong nhà đang có sữa hiệu này thì mình làm hiệu này. Mà muốn ông thọ thì mình làm ông thọ, mà ông bà cô bác không thích sữa cũng không làm không sao ha, tại vì cái đó là gia giảm ngọt hay là lạc thôi. Còn đây là nước ấm nha ông bà cô bác anh chị, nước ấm ha. Rồi mình trong đây nó đã có đường, hồi nãy Ngọc múc một muỗng cà phê này nè, đường Ngọc bỏ vô trong đây, Ngọc đã quậy tan rồi, nước ấm nha ông bà cô bác anh chị. Đó, đây. Còn đây là sữa 300ml nha. Đây ông bà cô bác anh chị, đây nhìn xem Ngọc nha. Mè đó, đầu tiên nhất á, là Ngọc phải lường bột nha. Cái phần mà Ngọc vẫn giống như giới thiệu vậy đó, bây giờ Ngọc làm là 3 cup rưỡi bột mì nha. Ngọc sẽ gạt này nè, sẽ thấp dữ vậy nè, làm Ngọc cũng bị nhóm hết trơn. 1 cup ha. Mình bóc vô đó, rồi Ngọc cũng có cái đồ đây nè, Ngọc gạt nha nè. 2 cup. Đây. 3 cup. Nhớ dùm Ngọc nha, 3 cup. Đây là 1/2 cup của Ngọc nha. Nửa cup, thì bây giờ Ngọc đông thêm nửa cup nữa ha. Đây nè, tại vì ông bà cô chú anh chị biết không, cái khắp đó là nó có để nửa khắp hay một khắp, nó để giống như vậy đó. Bây giờ Ngọc làm thì ông bà cô bác tại sao không, giống như có nhiều người nói là lúc Ngọc đọc một giống như 1/3, 1/4 rồi đó, thì sao chị Linh cũng giống như nhầm khi cái comment chị Linh trả lời lại thì nó nhìn một khắp. Ông bà cô bác đừng có nhìn, tại vì khi Ngọc nói lên là nó chính xác nhất rồi đó. Bây giờ Ngọc phải để 2 cho nó khác nhau nè, đó thấy không đó, nửa khắp nha, rồi xong 3 cup rưỡi nha ông bà các bác anh chị. Còn dít là mình phải bỏ vô trước, cái này là 1 tablespoon, mà Ngọc cần 2 tablespoon dít này ha. Đây nè, 1 tablespoon, tại vì cái chữ này rất là đen, Ngọc ở đây Ngọc nhìn còn không thấy nè đó, cho nên cái camera không thể nào nó thấy mình được. Mình cứ múc đại ngang vậy nha ông bà các bác anh chị. 1 mình bỏ vô đây, 2 ha, viết nghe, bỏ qua đây.
mình quậy. Tại vì cái viết cho mình phải bỏ đường vô một, nãy là Ngọc nói là một muỗng cà phê đường mà nước hơi ấm thôi nha, đừng có lạnh quá, nó chỉ hơi ấm thôi, còn nó nóng là nó sẽ chết viết của mình nha. Đó, Ngọc để như đây cho nó giống như khoảng vài phút cho nó tan cái viết này ra ha. Trong lúc Ngọc chờ cho nó tan cái viết này ra thì Ngọc bỏ 1/3 khắp đường vô trong đây. Nếu mà ông bà cô bác ăn ngọt thì bỏ giống Ngọc, còn tại vì nhà Ngọc á, mấy cái bánh tiêu này á, thì mấy bé á, nó thích ăn hơi ngọt, còn mình không ăn ngọt, mình bỏ bớt đường lại không có sao hết trơn. Tại vì cái này là chỉ gia giảm ngọt và giống như là lạc thôi chứ không có sao hết trơn trời. Còn cái sữa này á, để Ngọc để một sao đây, tại Ngọc xài cho cái này 2 cái table spoon. Cái này là kêu bằng không phải dầu mà nãy là bơ nha ông bà các bác anh chị. Ngọc bỏ vô lên luôn. Đó. Ngọc bỏ vô đây ha. Rồi Ngọc cũng bỏ 2 table spoon luôn. Cái dầu ăn này, tại vì cái bơ với dầu nó quyện với nhau thì cái bánh tiêu á nó giống như kiểu nữa nó mới theo cái của Ngọc thì nó giống như nó dai, khi Ngọc chiên lên Ngọc thấy nó ngon thì Ngọc làm giống như vậy nha. Rồi Ngọc cũng để là cái table spoon này nè, Ngọc để thêm một table spoon đây, Ngọc cho sữa không thỏi vô. Ông bà cô bác muốn nhiều thì có thể cho 2 spoon nha, nhưng mà Ngọc thì Ngọc muốn 1 table spoon thôi. 2 table spoon cũng được đó, chứ không phải không được đâu, mình muốn tùy mình thôi. Là những cái giống như là nãy giờ là Ngọc giới thiệu là đã xong hết trơn nha ông bà cô bác anh chị ha. Cho lên trà Ngọc. Để Ngọc giống như Ngọc nói là rất là tận tình đó, để ông bà các bác chị xem. Nó lắc cà lắc cảnh nhiều quá cho nên cái này là muối nha ông bà các bác anh chị. Ngọc muốn cho một tí xíu muối vô, một tí thôi, không có cần nhiều, tại vì nó đang có đường với sữa đó, mình cho một chút xíu vô. Đây nè, Ngọc để lên tay cho dễ nhìn thấy nha. Đây nè, đắp một chút xíu vậy thôi. Mình bỏ vô ha. Bắt đầu một trộn. Đây, một trộn cho nó đều lại. Ông bà cô bác á, anh chị á, mình giống như thường đó là Ngọc hay có để trên đây cho nhìn dễ thấy nha. Nhầm khi á, nó khổ là thì thôi á, Ngọc nhắc đi nhắc lại á, nhiều á, cho ông bà cô bác á, giống như nhầm khi mình lớn tuổi đó, mình nghe Ngọc nói qua một lần á, rồi nhầm khi sợ quên rồi phải bật cái cuộc video của Ngọc lại cái tới luôn nghe hoài. Cho nên Ngọc nhầm khi Ngọc nói 2-3 lần thì nói Ngọc nói nhiều chèn ơi, nó thiệt là khổ, nhưng mà thôi kệ đi, Ngọc kính lão đắc thọ. Thế cho nên cho ông bà cô bác, Ngọc giống như Ngọc thương mấy người giống như nhầm khi là lớn tuổi nghe rồi xong là rồi giống như mình còn nhỏ tuổi á, thì mình nghe một lần là mình nhớ, nhưng mấy người lớn tuổi á, ông bà cô bác anh chị, nhầm khi nghe xong rồi cái gì quên đi thì một lát Ngọc hơi giống như hay có nhắc lại thì Ngọc không sao chứ thôi kệ, Ngọc kính lão đắc thọ, Ngọc ông bà cô bác thông cảm cho Ngọc nha. Ngọc giải thích rất là rõ ràng tường tận như vậy đó. Đó, bây giờ xong rồi ha ông bà cô bác anh chị nha. Bây giờ cái vít của mình á, mình phải chờ cho nó nổi chút xíu, bây giờ nó cũng sắp rồi nè. Đây nè, cái vít mà nó nổi lên là nó như vậy nè, mình chỉ cần đây nó nổi nè, nó vậy đó ha ông bà cô bác. Nó nếu mà mình để lâu là nó sẽ dung lên luôn ha, nhưng mà mình giống như mới đây vậy nè, hễ nó tan ra hết thì ông bà cô bác cứ bỏ nó vô. Bỏ nó vô. Đó. Cứ bỏ nó vô ha. Rồi mình á bắt đầu. Mình nhồi, đó. Mình cứ bóp vậy cho nó đều với nhau ha. Cái video nó có dài, ông bà cô bác thông cảm nha, Ngọc tranh thủ lắm rồi đó nha. Bây giờ đây, cái này 300ml. Ngọc cũng không biết là như thế nào, tại vì bây giờ Ngọc bắt đầu mình làm mấy cái bột này, Ngọc thường hay nhắc nó là nhằm khi bột cũ nó sẽ gia giảm, bột mới nó cũng vậy nha. Cũ thì nó sẽ bị khô, còn mới thì nó sẽ bị nhão. Mình bắt đầu để Ngọc thử cái 300ml này xem. Cái sữa này đó ông bà cô bác anh chị, mình trước khi mình làm có thể mình đem ra trước
10 phút, 15 phút cho nó hạ cái nhiệt độ xuống nha. Đừng có để nó đang lạnh mà mình đem ra. Còn nếu mà mình làm mà mình không có thời gian đó, nó lạnh đó, thì mình bỏ vô cái microwave mình bấm 20 second ha. Đó. Bà con bác có máy thì mình bỏ vô máy, mình nhậu số 1 thôi nha, thì nó đỡ mệt hơn. Nhưng mà Ngọc có thì Ngọc làm bất cứ cái gì Ngọc muốn cho ông bà cô bác, giống như mình không có vật dụng đó mình làm cũng được, chứ không có cần thoải mái ha. Chứ Ngọc có máy á mà Ngọc không có muốn nhậu máy, tại Ngọc nhậu máy rồi ông bà cô bác nó tại vì nhà tôi không có máy thì sao thì tội đó, Ngọc làm vậy đó. Nó nhậu này nha, cả Linh, chị Linh. Con chuột nó bằng con tròn với chị Linh. Nhà, nhà mình không có được cao nữa, mà cái bàn nó cao hơn mình. Mình thấy đứng mình nhón như vậy đó. Mình cho thêm, theo Ngọc nghĩ là 300ml là làm đúng luôn á. Tại vì Ngọc làm từ từ cho ông bà cô bác dễ nhìn thấy. Giống như mình không có bị thất bại ngay lần đầu tiên. Còn nếu ông bà cô bác anh chị mà có giống như lần đầu tiên mình làm không được, mình tiếp tục làm lần thứ hai. Thật sự ra Ngọc chia sẻ nha, Ngọc làm mà khi một cái bánh nào mà Ngọc thành công Ngọc bỏ cũng nhiều lắm, chứ không có phải là Ngọc giỏi gì đâu. Tại vì gia đình thích ăn rồi Ngọc làm, Ngọc thích nấu nướng thì Ngọc làm thôi, chứ Ngọc đâu có học qua trường lớp gì đâu ông bà cô bác anh chị. Kiểu cái Ngọc làm thường thường đó, nó thất bại nó mới có cái thành công. Ok đó ha, nè kể nó chưa đến nó sao đó, mấy cái papa nè. Giờ nè thấy nó vừa nè, cái bột này đó nhằm khi mình đã ha, mình lường đó nó cũng gia giảm. Nhưng bà có thấy không chị, nó chỉ còn khoảng này nè, nó còn khoảng 1 tablespoon của sữa nữa là nó hết 300 của mình đó nha. Đó thì mà thấy được à, Ngọc thấy được rồi. Bây giờ tha một miếng dầu vô trong cái tay mình nè, cho mình nhào nó được cái dứt cho nó vậy á. Nhưng mà ông bà cô bác cứ nhào nha, cái này nè Ngọc chia sẻ là cái này quan trọng nè. Mình nhìn là mình biết cái bánh mình nó dạy hay không liền. Đó bây giờ Ngọc nhào ha. Giờ nè, đầu tiên nè Ngọc chỉ nè, cái đây á mình bóm như vậy nó chưa có phình lên hung là mình đừng bao giờ ngưng nhào nha ông bà các anh chị. Mình cứ tiếp tục mình nhào đây, Ngọc nhào đây. Cái này á, nếu mà anh chị mà có ông xã nhà đó thì kêu ông xã nhồi nha, cho đỡ mệt mình cái gì hết trơn á, chứ mình nhồi nó mệt lắm. Kệ đi, gác nhồi cho lên chắc nửa cao, Ngọc cao lên cho lên. Ừ. Khổ cái đi nói dò nói gân. Giờ nó giờ mấy phút rồi, chắc 5 phút kia cho lên chắc được rồi ha, 5 phút rồi phải không, nhìn mấy phút rồi đó. Ừ đó, giống như vài phút thôi là nó đều rồi nè, nó đều vỏ quá. Chứ thường thường mình có máy mình bỏ vô máy cũng được. Có Ngọc làm trực tiếp cho bà cô bác xem ha. Giờ nè, để Ngọc làm cho nó. Tại mình để dưới đất á thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà Ngọc không có muốn Ngọc để như Ngọc nhồi, chứ mình dưới mình ngồi xuống mình nhồi thì mình sẽ có sức hơn nha. Đây bây giờ Ngọc nhồi được 5 phút ha ông bà cô bác anh chị. Mình ấn cái này xuống ông bà cô bác chị thấy nè, nó sẽ tự nổi lên
Đó. Nó nổi lên thấy không? Nó nổi lên. Bây giờ mình giống như vậy á, là mình phải đem đi ủ. Còn bằng không mình nhậu thêm khoảng vài phút nữa. Mà ông bà cô bác cứ ấn mà nó có cái độ đàn hồi á, nó nổi lên á, là mình đi ủ 2 tiếng là nó sẽ nổi nè. Ha. Mình ấn nó nổi lên, thấy chưa? Bây giờ mình đi ủ được nha ông bà cô bác anh chị. Đừng nhồi nhiều chứ cháu mệt. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ lấy cái bịch di lông, Ngọc bịch trở lại cho ông bà cô bác anh chị. Phải là bịch di lông nào cũng được, trong gia đình mình có loại bịch di lông nào á thì mình xài bịch di lông đó nha. Còn nhà Ngọc á, với cái bịch này, tại vì mình phải chấm kín thôi. Đó. Cái này theo cách của Ngọc nha. Cách Ngọc làm về cho nó gọn. Mình bỏ vô cái mai cà quê mình ủ. Đây Ngọc bỏ vô mai cà quê Ngọc ủ. Ngọc ủ khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Ngọc phải bấm mai cà quê nha. Từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng mình lại mình check mình coi nó dậy như thế nào nha ông bà cô bác anh chị. Rồi xong rồi Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác anh chị, tại vì mình phải bỏ vô đây trong cái micro quê. Tại Ngọc hiện giờ Ngọc đang ở Canada mà ngoài trời hiện giờ là tiết đang rơi nữa, mà Ngọc làm á mùa hè thì mình có thể để vòng vòng cái góc nhà giống như trên mấy cái bàn này thì được, nhưng mà mùa đông hiện giờ Ngọc đang ở là mùa đông cho nên Ngọc cần phải ủ nó trong những cái chỗ ấm ha. Rồi Ngọc sẽ trả lời với ông bà cô bác anh chị nha. Hello bà cô bác anh chị ơi, cái Ngọc đã ủ 2 tiếng trước rồi, tại vì khi mà Ngọc làm show giống như cho ông bà cô bác anh chị biết á, là Ngọc phải làm trước một phần, chứ là Ngọc không thể nào ngồi chờ lâu cho ông bà cô bác chờ lâu được nha. Cái này của Ngọc nè, đó Ngọc ủ lên đây, bây giờ nó dậy nè ông bà cô bác anh chị, đó nó dậy quá trời nè, ha, mình đem ra đó, mình cứ đem ra và các bác thấy nó dễ chưa. Nhưng mà Ngọc chia sẻ rất là tận tình nha, cái bột hồi nãy mình ủ xong một tiếng sau mà mình thấy nó giống như nó dậy bự vậy đó. Ông bà cô bác đem ra đem ra nha, cái đầu mình nhồi lại, mình nhồi giống như nhồi vài cái lại nữa, nhồi cho nó xẹp xuống. Ông bà cô bác đem ủ thêm giống như một tiếng nữa là tổng cộng 2 tiếng, tại vì mình nhìn thấy cái bột nó dậy lần đầu tiên mình nhồi xong mình đem vô mình ủ lại giống như một tiếng hoặc là 45 phút, nhưng được mình nhìn thấy nó dậy nữa là mình đem ra đó, giống như Ngọc vậy nè. Ngọc đem ra là mình xài được rồi. Cái bàn này Ngọc đã chùa sạch rồi nghe, tại bàn của Ngọc là bàn đá. Xong rồi bây giờ mình cứ lăn nó ra như vậy rồi mình bắt thôi đó. Nhưng mà ông bà có bác biết không, mình để cho nó dậy nhiều như vậy thì hồi mình chiên cái bánh nó nở đẹp lắm vậy thôi, nó nở nó gỗng ruột. Còn mình không có muốn ăn gỗng ruột nhiều á, thì mình cho nó khi mà nhồi giống như Ngọc vậy đó, mà khi nó dậy lên rồi đó, cái mình đem ra mình bắt bánh mình chiên cũng được rồi, mà nó cũng đã thồng lên rồi chứ không phải không thồng đâu nghe. Đó. Giờ Ngọc không phải là thợ cho nên Ngọc làm theo cách của Ngọc nha. Đó. Người ta thợ ấy, người ta làm hay lắm, còn mình không có sức, mình phải lăn từ từ. Bỏ cái bàn bự đi chứ lên vậy. Nhìn dai cho lên hả? Dai. Hồi nãy Ngọc có bỏ bơ đó với dầu ăn đó thì nó không có dính đâu. Tại vì Ngọc muốn làm vậy, bà cô bác biết sao không? Mình chiên dầu, cái dầu mà nó không bị dơ. Tôi bỏ đây, biết Ngọc làm biết nó lấn rồi tới đây rồi. Còn nếu mà mình
mình để mà mình bỏ nè, Ngọc có đeo bột mì cho ông bà cô bác xem nè. Nếu mình lấy cái bột mì mà mình lăn vô đây, khi nào nó dính thì mình chỉ hỗ trợ nó chút xíu thôi, đừng có nhiều, tại vậy cái dầu mình nó dơ ha. Đây. Wow, dữ rồi ha. Không giờ vừa vừa thôi đi, dài dạ, dữ vậy. Đó. Rồi Ngọc á, Ngọc cần cái miếng này là tại ông bà cô bác Ngọc không có muốn cái bàn Ngọc chạy nha, chứ không gì hết trơn. Miếng này nó không có liên quan gì cho nhau mà bác. Ngọc bắt bánh là Ngọc xin phép Ngọc phải gỡ bao tay ra Ngọc bắt bánh ha, tại Ngọc làm cho gia đình Ngọc ăn. Lớn hay nhỏ là tùy ông bà cô bác nha. Mình muốn bắt lớn thì mình bắt lớn, mình muốn bắt nhỏ thì mình bắt nhỏ thôi, không có sao hết trơn hết trọi nha. Đó. Chấm vô đây cái ha. Đó, Ngọc bỏ xuống đây. Nhưng mà Ngọc cũng cần cái hỗ trợ cái bịch này nữa nè. Cái bịch hồi nãy mà Ngọc bao rồi đó, Ngọc cũng phải bỏ vô lại, tại Ngọc không có muốn cái bánh của mình bị khô. Chưa, Ngọc làm con mình, Ngọc chưa có cán nó, ông bà cô bác anh chị nha. Đó. Tại vì mình phải cán nó ra, mà Ngọc chưa có cán ra thì Ngọc phải cần hỗ trợ nó. Đây, mình bỏ vô đây. Đó, vậy đó. Bánh lớn hay bánh nhỏ là tùy theo ông bà cô bác anh chị nha. Mình muốn lớn thì mình làm lớn lên, còn mình cho cục bột hơi lớn vậy đó. Còn mình muốn nhỏ thì mình làm cục bột hơi nhỏ. Đó. Mè thì đó, mình muốn theo cái gia giảm theo của mình. Mình để gần gần vậy. Vậy thôi. Vậy nè, đã ha. Bây giờ đó, Ngọc đã đây, làm cho bà các bác đã nhìn xem rồi ha. Đây, đã. Rồi Ngọc, bây giờ Ngọc phải bắt ra hết trơn cái bánh này. Mà Ngọc nói nha, cái này là của Ngọc, là Ngọc làm hai phần nha, chứ không phải một phần. Tại vì Ngọc làm cho gia đình ăn đó, tại gia đình Ngọc đông đó, Ngọc làm một phần là Ngọc làm cho thôi ông bà cô bác anh chị đó, là cho giống như gia đình mình ít người đó, mình dễ có giống như mình dễ có nhớ. Còn mình đông người thì mình cứ tăng cái hồi nãy 3 khách rưỡi mình tăng lên 7 khách vậy đó ha. Còn Ngọc làm đây là Ngọc làm 7 khách nha. Cho nên nhầm khi ông bà cô bác nói ủa sao mình làm ít mà cô Ngọc làm nhiều, không phải nha. Cái này của Ngọc là Ngọc làm hai phần nha. Bây giờ Ngọc á sẽ làm hết cái phần bánh tiêu này của Ngọc, xong Ngọc sẽ trở lại cho ông bà cô bác xem là Ngọc cán bánh như thế nào, tại Ngọc không muốn cái video của Ngọc nó quá dài. Thấy ông bà cô bác anh chị nha. Đây ông bà cô bác anh chị ơi, đó Ngọc đã nắng được bao nhiêu cái bánh tiêu này, Ngọc không có đếm nữa. 2 4 6 8 10 12 có nhiêu chứ, 2 4 6 cũng hai mấy 30 cái vậy đó, đại khái đi đã ha. Bây giờ Ngọc sẽ cán bánh tiêu nha ông bà cô bác, tại Ngọc không muốn làm mất thời gian ông bà cô bác anh chị nha. Mà Ngọc cán Ngọc cũng phải bỏ vô bịch lại, tại vì một mình Ngọc làm đó thì cái gì cũng phải từ từ. Đây, bỏ đây. Ngọc lấy đây ha. Bây giờ Ngọc phải để đây. Ngọc cán đó. Thôi khi Ngọc cán Ngọc cũng cán dưới luôn đây, cái miếng này nó hơi trơn, trơn nó khó cán quá. Mình cứ cán gần vậy nè ông bà cô bác anh chị. Đó. Đó ha, mình cán gần vậy. Đó. Ha. Đây. Đó. Cán gần lại cho ông bà cô bác anh chị xem. Ha, bây giờ mình bỏ vô đây. Tại một mình Ngọc làm đó. Ngọc muốn làm giống như hết rồi Ngọc chia một lần thôi à. Ngọc không có muốn vừa cán vừa làm, nó một mình mệt lắm. Ngọc không muốn. Đó. Giờ Ngọc cứ về đây. Đó. Nha. Đấy, xong cái bánh tiêu của mình. Đó. Ngọc làm thêm cho Ngọc mấy bạn xem. Đó. Cho Ngọc méo gì cũng không sao, nhưng mình ăn nè. Đó, nha. Ngọc làm thêm nữa. Mình bỏ dầu hồi nãy đó ông bà cô bác anh chị đó, thấy không, bây giờ mình cán nó đâu có dính đâu đó. Thì nữa cái dầu của mình nó sẽ sập. Mỗi người làm khác nhau nha, cái đó là
Ngọc làm theo của kiểu của Ngọc không bà có bác anh chị đó. Đấy đó. Cái này Ngọc mua ở trong mấy cái tiệm Việt Nam rồi nó có nè, cái này nè để đây Ngọc sẽ làm, nhưng mà để Ngọc làm thêm cái nữa cho bà có bác anh chị xem rồi Ngọc sẽ giải thích. Đây cục mà cục bột mà bác nó bự thì nó sẽ được cái bánh siêu to khổng lồ, còn nó nhỏ thì nó chỉ có nhỏ nhỏ gọn gọn vậy thôi đó, nha. Ví dụ mà Ngọc cán xong hết trơn cái này thì Ngọc phải cần một cái á, cái bịch viên miếng ni lông này nè ha, Ngọc sẽ trải lên rồi Ngọc mới cán tiếp nữa, chứ ông bà cô bác đừng bao giờ để gì cứ chồng lên hoài nha, thì nó sẽ dính với nhau nha. Bây giờ Ngọc phải làm tiếp. Còn Ngọc chia sẻ cái này Ngọc cũng chưa có làm qua, nhưng mà tại vì nhà Ngọc có cái muối sầu riêng ngon quá nha, cái muối sầu riêng rất là ngon. Hôm nay Ngọc làm cho chị Linh ăn thử với Ngọc. Thấy chị Linh hả? Chị Linh thích ăn sầu riêng. Đây để Ngọc làm. Còn Ngọc làm thử cái sầu riêng đó thì để Ngọc chia sẻ luôn. Tại thấy trong tủ còn cái muối sầu riêng ngon quá chị Linh. Mình bỏ vô thử nó thơm không, chắc Ngọc nghĩ nó thơm ngon lắm, nhưng mà không biết nó như thế nào nha. Chứ này là thêm, tại Ngọc muốn cái mè ra ngoài thì Ngọc phải để cái miếng này nó vậy ha. Đây Ngọc chét miếng sầu riêng vô ít thôi nha ông bà cô bác anh chị, đừng có nhiều quá. Ngọc để sầu riêng vô rồi Ngọc vậy thôi. Đó. Làm cái nhân chính giữa vậy. Ngọc làm như cái nhân vậy đó. Đó đó ha, tùy mình thôi hả, nó dính lại hồng chiên cho nó được cái. Ngọc làm cho Ngọc làm thử hôm nay coi nó ngon không, rồi sau mai mốt Ngọc làm cho gia đình ăn hả, tại mình phải thử đó ha. Cái này muối sầu riêng nha, giống muối sầu riêng không đó, ngày sầu riêng nha. Tôi làm chia lên cái đi, mình cái chứ đó. Mình cứ cán ra, mình lật cái bề mè ra ngoài, đừng cho cái mình để cái sầu riêng vô. Trời sầu riêng này thơm chứ lắm, mà sầu riêng này sầu riêng đông đá nghe ông bà có bác anh chị, không phải sầu riêng tươi đâu à. Sầu riêng tươi bên đây mát quá, ở nước ngoài ăn sầu riêng tươi không nổi, mát quá ăn không có nổi, tiền đâu mà ăn. Ăn đông đá đi, nhưng mà đông đá nó cũng có cái ngon của đông đá nghe, tại tươi mình cũng phải bỏ vô trong tủ lạnh mà ăn hả. Giờ Ngọc làm thêm cái nữa thôi nha, rồi bác Ngọc bắt đầu lo ít hay nhiều tiền mình thôi. Thôi mình ăn ít thôi đi, cho chị Linh ăn ít, Ngọc cũng ăn ít thôi, ăn nhiều sầu riêng nó mập. Thấy chị Linh hả? Ăn nhiều nó mập lắm. Nó vừa mập lên ký mà nó vừa tốn tiền. Đó, bây giờ Ngọc, đó mình phải giống như mình phá cái bóp cái này cho nó dính lại vậy nè. Đó, đang vậy là được rồi đó. Ha. Ngọc có để hai cái muối này riêng, chị Linh để đó ngồi nó chắc nó mấy cái kia nó là lâm lúc mà Ngọc chảy chị lâu nó để cho nó riêng vậy đi, hai chị em mình đó Ngọc để đây ha. Giờ Ngọc tiếp tục một cái cho hết mấy cái bánh tiêu của Ngọc, rồi Ngọc trở lại Ngọc chiên như thế nào Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác anh chị nha. Tha đây Ngọc đã còn hai cái nữa là Ngọc đã hoàn thành cái mâm bánh tiêu của Ngọc giờ nha ông bà cô bác anh chị ơi, là Ngọc chuẩn bị đi chiên rồi đó. Đó bây giờ Ngọc cán thêm hai cái nữa thì Ngọc đi chiên đủ size cho ông bà cô bác anh chị, Ngọc làm đủ size đó. Ai đứa bé nào muốn ăn lớn thì nó lấy cái lớn, còn ai muốn ăn cái nhỏ thì lấy cái nhỏ, tại vì mình làm vậy thì nó dễ khỏi mất công cắt ra đó. Cái này cái cuối cùng của Ngọc nha. Đó. Hai mâm bánh của Ngọc nha. Bây giờ Ngọc sẽ đi ra ngoài sau Ngọc chiên đó, sẽ đi chiên bánh. Ngọc cầm để Ngọc cầm để chiên bánh. Ông bà cô bác anh chị, bây giờ Ngọc phải chờ cho cái dầu Ngọc sôi nha. Ngọc mới có bắt lên nó chưa có sôi, Ngọc phải chờ cho sôi cái dầu của Ngọc không được.
chân chưa sôi. Nó chưa sôi quá. Mới đây chưa sôi. Nè nó chưa sôi là nó chưa có lên tim nha ông bà cô bác anh chị. Tại vì nó chưa có sôi. Ngọc biết mấy cái giai đoạn này thì ai cũng biết, nhưng mà đối với Ngọc thì Ngọc muốn Ngọc làm cái gì thì phải đâu ra đó đàng hoàng vậy đó. Cho nên nhằm khi đó, cái thứ nhất là cú video nó hơi dài, thứ hai là nhằm khi Ngọc sẽ giống như nói chỉ tường tận thì ông bà cô bác thông cảm giùm cho Ngọc. Nếu Ngọc không nói thì nói ừ, giống như tại sao Ngọc không nói thì không biết nha, thông cảm cho Ngọc nha. Còn hiện giờ lửa là Ngọc đang cái độ lửa là maximum, đừng cho nó nóng cái dầu. Khi nào Ngọc chiên Ngọc sẽ hạ cái lửa xuống nha ông bà cô bác anh chị. Ông bà cô bác anh chị, cái dầu của Ngọc hiện giờ đó Ngọc nghĩ rất nó nóng, nhưng mà nhằm khi mình thử một hai cái đầu á là nó nhằm khi nó chai không chừng nha, tại vì thường thường mình phải thử dầu. Bây giờ Ngọc thử một cái đây nè, thử một cái làm sao rồi cái dầu nó nóng kìa đó, thì nó cũng nóng rồi đó, để Ngọc coi như thế nào. Tại vì thường thường bánh này mình phải thử dầu, nhằm khi cái đầu nó không vậy thì cái sao nó vậy thôi ha. Coi coi như thế nào, rồi mình từ từ mình từ từ mình gia giảm rồi á, để Ngọc bỏ thêm cái này thử xem sao. Nó nổi lên thì ông bà cô bác cứ tiếp tục vậy đó, đó mình cứ xoay chở nó hoài ha, mình cứ chở nó. Mình cứ vậy, nhưng mà có bác anh chị, mình cứ chở nó, mình cứ chở, tiếp tục mình chở, thì thôi, này hồi nhét sâu vô ngón chị Linh, đây anh bà có bác nó dậy vậy nè, đó nó nở rồi đó, thấy không, nó tròn lưỡi nè, tùy theo bự nhỏ là tùy theo mình thôi ha. Mình cứ rồi mình tiếp tục mình bỏ vô trong rồi đó xem nha. Lửa thì cũng giống như cái lò của Ngọc á, là lò ga nha ông bà cô bác anh chị. Còn giống như mình gia giảm lửa là tùy theo cái nhà ông bà cô bác là lò gì. Giống như mình cứ nếu mà nó thấp á mình tăng lửa, mình cũng phải thử bánh nè. Mình chiên một hai cái đầu, mình không có kinh nghiệm, mấy cái sau là tự động mình biết à. Không có sao hết trơn, trời mấy cái này dễ lắm. Nó. Mình Ngọc làm là đủ size luôn, cái bự thì nó nở bự, cái nhỏ thì nó nở nhỏ đó. Ngọc làm đủ size, Ngọc đã nói rồi, mình không phải là giống như kiểu mà quan trọng cái bánh này là nó nở thôi, còn cái size bự size nhỏ nó không có quan trọng, hễ mà bánh mình nó nở là tốt rồi. Tại nhà Ngọc nè, nít cũng có, người lớn cũng có, nhằm khi mấy đứa nít nó lại nó phải bắt cắt làm đôi. Còn Ngọc nói đường là mình gia giảm tùy mình đó. Nếu mình bỏ nhiều quá đó thành là mình chiên á, nó sợ nó chưa có nổi nữa nó đã khét rồi nha ông bà cô bác anh chị ơi. Ngọc cái gì vậy, Ngọc chia sẻ cái gì, Ngọc giống như Ngọc coi như một trong một cái gia đình của Ngọc vậy đó. Ngọc không có giấu hay cái gì cho Ngọc, nói bằng cả cái tấm lòng của Ngọc, Ngọc chia sẻ hết luôn chứ Ngọc không có mình cất giấu làm chi đó. Vậy đó, tại vì ăn bánh tiêu nó cũng mập lắm. Ăn bánh tiêu thì nó cũng mập lắm. Ngon chị Linh ha. Cái dầu mới như cái dầu nào, cái dầu mới là nó sẽ không có, nó cả nó vậy, nó tới đây là được rồi đó. Ngọc lấy ra cho bánh này nha, Ngọc lấy ra nó hầu như là cái nào nó cũng nổi đó. Nè bây giờ nè Ngọc để một chiên cho bà quá, cho Ngọc bỏ cho một chiên cho con nè. Nó nổi phần lên hết trơn nè, cái nào nó cũng nổi hết trơn á. Ngọc cứ tiếp tục bỏ cho bà quá cho con thở đây ha, nó nổi rồi, bây giờ Ngọc đem ra nha. Tại có một mình Ngọc, phải từ từ. Ngọc bỏ nhiều quá một mình Ngọc cũng chở không có kịp. Đây ha, mình muốn vàng chút xíu ra đây cho nó vàng xíu. Rồi đang xong này để Ngọc chiên hai cái sầu riêng có đằng sau nghe. Sầu riêng là Ngọc làm lần đầu tiên luôn á, tại Ngọc thấy có hai muỗng sầu riêng, Ngọc muốn bỏ cho bánh tiêu Ngọc ăn. Đây đó nè đó, nó vàng dày ra, còn dầu là ok nha bà cô bác anh chị, đừng có để nó vàng quá ra nó khét. Đó, mình chở. Còn này nếu mình làm nhiều, mình làm được hai vợ chồng á, đứng vừa nói chuyện vừa làm. Kêu ông xã chở giùm. Ôi da. Đây, để Ngọc chở này.
Ngọc bỏ cái bánh đậu cái sầu riêng đi thử coi nó sao nha. Ngọc cũng chưa bao giờ luôn á. Giảm lửa xuống một nửa thôi, tại vì lò ga giờ bắt đầu nó nóng rồi không được các bạn chị. Đó. Nó thừng lên quá trời luôn. Nó bây giờ nó có quá trời. Bây giờ Ngọc cứ chết từ từ lên không được các bạn chị. Đó. Mình muốn vàng nữa thì mình cứ tự nhiên nha. Đó. Đây nè. Cái nào nó cũng phồng như vậy trơn á. Mà bỏ bánh bò vô ngay chính giữa ăn cũng được. Bỏ sâu heo cũng quay cũng được, muốn sâu cũng được, tùy theo mình muốn ăn cái gì. Chị Linh đúng rồi, chị Linh. Mình bỏ. Thì mình thích ăn heo quay bỏ vô chung ngay cái ruột. Phải hả? Ngon hả? Rất là ngon. Rồi đây không cần ăn cơm. Dạ ăn vậy chắc ốm dữ chạy nhỉ. Đây, đây là Ngọc. Như là Ngọc chia sẻ là đó mấy cái bán nhỏ là Ngọc cát đó nha. Mình bắt bự thì mình cán nó lớn đó, mình bắt nhỏ thì mình cán nó nhỏ thôi, đâu có sao đâu. Con này làm cho chị Linh là chị ăn cho chị mập chơi, cuối tuần phải tẩm bổ. Để Ngọc đi lấy một cái bánh bự nữa Ngọc chiên cho, tại vì cái nào nó cũng nổi đều hết trơn bà các anh chị ơi. Đó, cái sầu riêng giờ nó nổi kìa, nổi đứt ra luôn rồi, nó cười ra luôn nè. Đó, cái sầu riêng đó, đó là tự Ngọc chế thôi nha, chứ Ngọc không có biết nha. Ai muốn ăn sầu riêng thì có sầu riêng thì cứ bỏ vô ủ da nó lòi ra luôn rồi chị Linh ơi. Đây, Ngọc đáp nó ra luôn đây cái sầu riêng. Ui cha, cha, cha. Bây giờ cái này. Nè, cái mình cán cái lửa. Chị cho chia sẻ, phải chia sẻ tận tình mình. Nó nổi giống như vậy là kết quả là phải nói là đúng rồi, không có bị chai sượng. Nó không có chai đâu, dễ gì nó chai. Mình đây nè, mình cán bự với lại mình muốn ăn cái bự thì mình làm cái bự thôi nè. Nè, Ngọc hình nè, Ngọc sợ nó dặn. Ngọc nói rồi, hễ vô dầu Ngọc rất là sợ. Nhưng mà bị ám ảnh á. Không, nhỏ lớn gì nó cũng giống nhau cho nó phình hết. Không có cái nào nó không phình hết. Đây nè, cái bự nè, đây nè, cái bự nè. Cứ làm giống như Ngọc chia sẻ vậy đi. Đó. Là không có cái nào mà nó đây nè. Ngọc bắt cục bột này bự nè, thấy không? Tại vì cái bắt bột là ăn thua gia đình mình thôi. Gia đình mình thích ăn lớn thì mình bắt lớn, gia đình mình thích ăn nhỏ thì mình bắt nhỏ. Nhưng mà vậy á, nếu mà nhà Ngọc ăn là Ngọc phải cắt làm đôi ra mấy đứa bé nó độn nữa à. Mà Ngọc trong khi chiên cái lớn nó còn nói bự nữa kìa. Ngon chị lên rồi. Chị lên nhìn nè. Để Ngọc đem cái này sát cận kề để cho coi cái này nó bự. Đụng mấy cái này cái Ngọc bắt nhỏ 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 thôi. Nó bự cái banh cái này ha. Nó vàng gì và tải cái dầu này là dầu mới. Đó. Tuyệt vời không? Nói một mình Ngọc chở. Đó, đây nè. Cái gì Ngọc muốn cho ông bà cô bác nhìn thấy là Ngọc chia sẻ là nữ ông bà cô bác làm cũng giống Ngọc thôi chứ không có khác cái gì đâu. Đó, mình có gì vậy? Nè. Mà ba đẳng là lên chị Linh thích ăn sâu bỏ vô đây nha. Ba thích ăn sâu lắm. Ba Ngọc thích ăn mấy cái sâu bỏ vô trong đây, hoặc bánh bò à. Đây nè, Ngọc chiên cái khi nào cái này vàng đó là Ngọc sẽ chừng nào cái Ngọc chiên hết luôn á, cái Ngọc cho ông bà cô bác xem cái thành quả của Ngọc nữa. Tại vì Ngọc muốn cho ông bà cô bác nhìn thấy để Ngọc nhờ chị Linh quay thôi cho xong hai cái này luôn nha. Tại vì nếu mà Ngọc chiên hết hai cái mâm này á mà ông bà cô bác mà để quay cái video thì nó rất là dài rồi chị Linh. Nó cứ chạy. Còn vậy nữa nè ông bà có bắt nếm mà cái này nè. Nó chạy như vậy nè. Mà mình chở không có được đó. Mình lấy cái này mình chế vô. Đó. Nó cũng là một cái ha. Nhầm khi nè. Nó cà chở của ai đó. Mình làm được đó thì mình chế vô. Còn theo Ngọc làm quen á. Thấy nó không có sao. Ngọc làm được. Đó. Đây cái này nó vàng rồi nè ông bà có anh chị. Thấy không? Thấy chưa? Đó. Còn muốn cái này nó vàng thêm thì cứ để. Nhưng mà Ngọc nghĩ về là được rồi.
phải có mình lạnh ngọc ha. Mình nếu mà này xứ lạnh mà được, nó nguội thì mình cũng phải bỏ vô trong cái heo phai mình nướng lên thôi. Đó bây giờ chị Linh, bây giờ ngọc chiên hết nha chị Linh. Ok. Nhờ cô bác anh chị ơi, ngọc còn có mấy cái nữa là xong rồi nha. Có mấy cái nữa sắp xong rồi. Mười cái thì phần hết, mười cái nào nó cũng phần trang, những cái nào cũng phần nhỏ lớn gì nó cũng phần tròn trên trời. Thôi, bà cô bác anh chị nó mua phần đó, nó phần tròn do cái này nhét chắc một chén sau quá chị Linh, cái này bự quá trời vậy. Hả? Nó bự quá chừng là mình phải nhét sâu nhiều quá. Ngon quá chừng luôn á. Ngọc, giống như Ngọc muốn quay tới quay lui là cho ông bà cô bác xem đó, là nó rất là rõ ràng đó nha. Bây giờ Ngọc dịnh về cho nó đừng có lúc lắc, đừng cho nó vàng một bên, bên nào nó vàng một bên vậy đó. Rồi sau mà Ngọc gắt nó ra, đây nè, gắt nó ra, đó, gắt nó ra, đây, này nó sắp vàng đó. Bây giờ Ngọc về bên kia nữa là xong, Ngọc đã, Ngọc gắt nó ra, tại vì nó phình lên vậy đó ông bà cô bác anh chị. Là nó mỏng đó, mình đừng có để nó vàng quá, tại cái dầu của nó dính là nó đã đủ vàng rồi. Nếu như Ngọc để nó ở đây nó đủ vàng rồi. Chứ nếu mà bây giờ, nếu mà bây giờ mình cứ chiên cho nó vàng hoài đó là nữa nó sẽ vàng dữ lắm. Tại cái dầu mới nó cũng không có. Cái dầu mới với lại Ngọc hồi nãy không có bỏ đường nhiều. Hả? Nên nè, Ngọc không có bỏ đường nhiều. Nếu mình bỏ đường nhiều đó, là như cái này mình nãy hơi lâu. Giống như bây giờ nó bị giống như nó lâu, cái nó bị giật cái bột lại cái mình chịu khó mình lấy cái đó mình kén cả. Chúng ta được, Ngọc làm được. Tại vì Ngọc muốn chở đi lẹ luôn nha ông bà cô chú anh chị. Đi lẹ, tại vì Ngọc á không phải là cái gì chứ Ngọc hay có nhắc tới nhắc luôn, Ngọc muốn ông bà cô bác làm á, tại vì Ngọc làm ra được như vậy là Ngọc bỏ rất là nhiều rồi. Cho nên Ngọc muốn ông bà cô bác ấy, làm á, thì đừng nghĩ giống như một lần là thành công hoặc hai lần là thành công là Ngọc thấy vui rồi. Cho nên muốn nhờ chị Linh cứ quay cho Ngọc để cho ông bà cô bác nhìn thấy là mình phải chở lia lịa nha. Tại cái này mình không có thể nào mình bỏ vô mình quay tới quay lui đó. Thấy không ông bà cô bác ha? Này. Nè. Em thua mình nắng thôi. Mình muốn tròn bự với lớn thì tùy mình đó. Ngọc có dịnh. Cái này nó cà chùi vậy đó. Mình phải nó nở ngon quá chị Linh ơi. Cái nào Ngọc bỏ vô là đều nở tròn lụi hết trơn cái nấy đó nha. Ngọc biết sao Ngọc dịnh cho nó vàng. Tay vàng rồi thấy không? Mình cứ vậy mình làm đây đó. Còn nó vàng quá là nó sẽ bị đây. Mình không có muốn nó vàng nhiều, cái này cũng là được rồi nè. Đây nè, cái này cũng là được, cái này nó vàng vậy cũng được rồi nè chứ lên thấy không. Chiên cái này nữa nè, cái cuối cùng là nha, mà có anh chị nó còn 2-3 cái nè. Mà hồi nãy là cái này là mình để nè, bây giờ Ngọc chia sẻ nè, mình cán nó ra thêm, tại vì mình để nãy giờ là nó sẽ không nổi nha, nó nổi là nó nổi ít, cái này là để trang đặc ruột nha. Đây Ngọc chia sẻ rất là kỹ ha. Bây giờ nó như vậy thấy không, là mình cán mình để nó hơi lâu đó là nó bị, nó giống như nó bị co lại ha, cái này nó bị co lại nha. Còn bây giờ nè, giống như mình cán mình để nó hơi lâu như vậy là mình phải cán nó lại, cán cho nó ra mỏng lại chút xíu. Ngọc chia sẻ từ vậy đó nha. Đây nè, đó, giống như mình làm đó, mình cán nó lại, tại vì cái này là cái phần lớp dưới của mình, là mình cán đầu tiên đó. Giống như cái bột này nó co giãn mà nó bị co lại, nó thun lại, nó bị dày á, là nó sẽ không nổi ha. Rồi mình cán tiếp ra đó. Còn phần trên mình mới cán mình chiên liền á, thì nó giống như nó mỏng thì nó sẽ nổi lẹ hơn vậy đó.
Rồi bây giờ nè, Ngọc để Ngọc làm. Giống như nó cho ông bà cô bác dễ nhìn thấy, dễ hiểu nha. Đó phải không? Giống như đó. Nổi lợi liền đúng không? Mình phải cán nó lại, tại vì cho Linh biết không, cái này là mình cán đầu tiên rồi mình để dưới này cho Linh. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là mình cán trước, mình để nằm mép lên mép dưới. Hồi nãy mình cán nó cũng bự, cái này mình cán nó bự như vậy, cái nó thun lại như vậy nè cho Linh, cái là cái nó bị dày đó hiểu không? Thì khi mình cán nó, khi mình chiên nó, bởi vì Ngọc phải nói là phải cần một người hỗ trợ, còn Ngọc á là một mình được, tại Ngọc làm Ngọc quen, thấy không? Đó, xong rồi mình mới cán mỏng nó ra, mình để cái cây cán ở đây nè, mình để cây cán ở đây, mình thấy nó dày quá mình cán mỏng nó ra chút xíu. Còn nếu mà mình muốn ăn mà cho nó dày, để Ngọc cắt cái bánh nó ra cũng không có gì chứ, cái nó cũng ngon lắm, không sao chứ. Đây. Đó, bây giờ về nè, xong rồi đó, xong cái bánh của Ngọc đó, thấy không? Bây giờ lên đây đi, đây. Mình còn ba cái mình Ngọc làm, Ngọc em đi. Tại vì ông bà cô bác anh chị làm lớn, Ngọc làm cái bánh này giống như yêu cầu Ngọc nhiều quá. Đó, anh Ngọc sẽ làm đây. Đây. Tại vì cái này là cái cuối cùng là nó thun lại nè ha. Chịu khó nha ông bà cô bác anh chị ơi. Cái mình mới bỏ vô là mình phải chịu khó đó. Mình không có bao giờ thôi kệ đó, là mình đi làm với cái bên kia không có được. Còn nếu có người ở đây chở cho mình á, trời ơi chị Linh. Bây giờ nếu mà nó phình tròn thì mình quay qua mình cán lẹ, hiểu không? Nên chị Linh thì không có sao chứ, tại vì nó phình tròn rồi. Bởi vì em nó nói nó dạy tận tình, không phải là dạy mà chia sẻ rất là tận tình. Ông bà cô chú nhiều người không hiểu thì nói em nó nói nhiều. Thật sự giống như cái kiểu là tụi con muốn làm ra. Ừ kể đi trời, nó đâu sao. Cái video để mình cho nói bà cô chú học theo để làm mà có hiệu quả ăn thôi, chứ cũng mình không nói có là hiểu lão rắc thọ mà đâu có sao đâu. Nè thấy không? Đó. Tại vì nó sẽ có một hai cái lỗi mà nếu Ngọc không nói á là ông bà cô chú không biết đâu. Rồi mình làm nó, ủa tại sao cái bánh mình nó không nổi nha. Đây. Xong rồi cho lên đây. Đó. Ngọc không có sao hết trơn á. Mà Ngọc ông bà cô chú mà tiếp nhận là Ngọc mừng. Đó. Thấy không? Đây nè, thấy không? Đó. Cái chồng lũi cho em. Đó, cái cuối cùng của Ngọc là cái bên đó. Còn cái bên đây. Đây. Oh yeah, cái chị Linh có nó tròn rồi chị Linh. Bỏ vào đây. Quá chừng rồi. Bây giờ hai mâm quá xá rồi. Chiều ăn đã luôn. Chiều ăn đã. Ồ, bữa nay cuối tuần mà đâu có sao. Bữa nay thứ bảy. Chắc lẽ là bữa nay thứ bảy là mình đi chợ đó. Kể đi. Mình tiếc không chị. Nhưng mà thấy ông bà cô bác yêu cầu quá chừng sao rồi thôi, mình thấy thương quá à. Sao thôi, Ngọc đã chiều Ngọc đi luôn, Ngọc ghé Ngọc làm. Thấy cái gì mà Ngọc nói rồi mình làm một món đồ ăn được nhiều người thích mình rất là mừng. Đó, giờ Ngọc xong nha, Ngọc tắt lửa nha. Đó. Đây. Cái bánh của Ngọc. Chị Linh có thấy không? Thôi là Ngọc thấy. Rồi xong rồi. Bây giờ Ngọc còn thờ mình đi ra ngoài. Bưng cái cướp đi chị Linh. Quá sáng rồi. Ok. Ta ta, hello ông bà, cô bác, anh chị nè. Đây, Ngọc khoe nè. Size nhỏ, size lớn gì của Ngọc cũng có hết trơn nè. Đó. Đều nở đều hết nha ông bà cô bác anh chị. Để Ngọc cắt ra cho ông bà cô bác anh chị xem là nó gỏng ruột như thế nào nha. Đó. Đây là lỗ bánh tiêu thường ha. Còn đây của Ngọc, để Ngọc chia sẻ. Cái này nè, là sầu riêng của Ngọc. Hồi nãy Ngọc làm hai cái nè. Cái đầu tiên đó Ngọc chưa có kinh nghiệm, mình phải bấm cho nó sát mí lại, mà Ngọc không bấm sát mí là thấy không? Nhưng mà nó cũng nổi nha. Đây, cái sao Ngọc biết rồi, Ngọc bắp sát mí ra. Nó nổi tròn vo như cái gói nè, sầu riêng ở trong đó ông bà cô bác anh chị. Nếu ông bà cô bác anh chị thích thì cứ làm nha. Còn hồi nãy Ngọc có nói là khi mà cái lớp bột dưới mà mình không có cán lên đó, cán được mình chiên đó là nó sẽ không nổi nè ha. Tại nó bị dày đó. Thì Ngọc cũng chia sẻ luôn. Đây. Nhưng mà đó, nếu mình thích ăn có ruột thì mình thích mình ăn nha. Đây, nó vẫn nó là lớp cuối cùng của mình đó. Đã ha, Ngọc chia sẻ kỹ càng.
trước đầu tiên mà Ngọc cán Ngọc để đó, rồi mình cứ chồng chồng lên hoài thì thường thường bột mình cán thì nó sẽ mới cán thì nó bự ra, nhưng mà khi một hồi cái này nó có cái độ đàn hồi đó thì nó nhỏ lại. Khi ở dưới thì khi mà cái lớp dưới mình phải cán ra, hoặc mình thấy cái miếng bột nó hơi dày mình chịu khó mình cán ra mình hãy bỏ vô lại. Đây còn Ngọc đây, cái bánh của Ngọc nha, vàng vàng phải không, cái này lỗ size nhỏ nha. Đây Ngọc cắt ra trong bà con cho chị. Nó gọng ruột như vậy. Đó. Nhét vô chắc nữa. Đó. Xôi. Thường thường đó là nhà của Ngọc đó là vậy đó. Ngọc làm là gia đình ăn vậy đó. Rồi ba của Ngọc á, một là xôi, hai là bánh bò, nhét vô đây ăn là ba rất là thích. Đó, mà luôn cả gia đình anh em của Ngọc rất là thích ha. Đó thì Ngọc làm. Còn nếu ông bà cô bác anh chị mà mình không có muốn cho nó dậy nhiều thì cứ làm y chang như công thức của Ngọc. Rồi mình nhồi một lần thôi, khi mà nó dậy thì mình đem ra là mình cán mình chiên luôn. Còn Ngọc đem ra Ngọc nhồi một lần, thêm một lần thứ hai ha. Rồi xong lần thứ ba đó Ngọc bắt đầu đem ra máy chiên. Lần thứ nhất Ngọc nhồi bột, Ngọc bỏ một ủ 45 hoặc 1 tiếng đồng hồ. Ngọc thấy bột nó dậy Ngọc nhồi một lần thêm 3-4 phút nữa, xong Ngọc bỏ một ủ thêm nữa. Rồi Ngọc mới đem ra lần thứ ba là tổng cộng là 2 tiếng đồng hồ là Ngọc chiên cái bánh là nó ra như vậy nha ha. Đó. Còn mình tùy mình thôi. Đó. Ngọc chia sẻ tận tình rồi đó nha. Rồi bây giờ để Ngọc ăn thử nha. Ngọc xin phép Ngọc chia sẻ với bà Út. Mình phải cắt cái bánh sầu riêng nữa. Tự nhiên không cắt bánh sầu riêng đây vậy. Đây là cái này là bữa nay Ngọc mới làm lần đầu tiên. Nó quan trọng nha. Mời cô bạn anh chị. Cái sầu riêng của Ngọc. Da ngon quá chị Linh ơi. Nè. Đó. Cái bánh sầu riêng của Ngọc nha. Nó vẫn sầu riêng nằm ở trong nhưng nó vẫn tròn vo lên nha ông bà cô bác anh chị, nó vẫn nổi nha. Đó, chà cái này đọc chiêu thơm quá chừng luôn, thơm chị Linh ơi. Đó, là cũng là cái bột đó nha ông bà cô bác anh chị. Đó. Vậy thôi. Bây giờ Ngọc ăn thử cái bánh này nha. Tại cái này sầu riêng thì dĩ nhiên là chắc nó ngon rồi đó, tại vì sầu riêng nó ngọt mà. Để Ngọc thử cái nó như thế nào. Ngọc mời ông bà cô bác anh chị nghe. Đây, cái bánh của Ngọc là ăn là mình xé ra đó là nó không có bị bở nha, mà nó phải hơi dai dai nha là mới đúng nha ông bà cô bác anh chị. Đây, chứ nó không có thể nào mà bị bở. Đó, đó, nó phải hơi dai dai như vậy là gia đình Ngọc rất là thích nha. Còn mà bở là ở gia đình bị chê không có thích. Đây, Ngọc mời ông bà cô bác anh chị ngồi ăn thử nha. Cái này là ngọt vừa đủ á. Theo cái số lượng mà Ngọc đưa ra đó, đứa vàng á thì vừa đẹp ha. Còn nếu mình muốn ăn ngọt thêm đó ông bà các anh chị, mình có thể tăng lên một tablespoon của cái sữa này nè. Mình muốn thì mình cứ tăng lên ha. Mình tăng lên sữa bò thêm thì nó sẽ lên cái màu vàng nữa nha. Còn Ngọc, gia đình Ngọc là không có ăn ngọt ha. Thì Ngọc nghĩ cái màu vàng này đối với Ngọc, với lại Ngọc chiên là hoàn toàn là dầu mới. Thường thường dầu mới nó cũng không có bao giờ mà vàng mà tới vàng que giống như ngoài tiệm đâu ha. Đó. Thì hôm nay cái cuốn video của Ngọc thì Ngọc chia sẻ cái món bánh tiêu. Thì Ngọc mong ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước giống như xa gần thương Ngọc và thương cái kênh của Ngọc Linh TV, ủng hộ cho Ngọc và chị của Ngọc nha. Và Ngọc xin gửi cái món bánh tiêu cho ông bà cô bác anh chị em gần xa đón nhận cái bánh tiêu của Ngọc với một cái sự yêu mến ha. Rồi Ngọc cũng cảm ơn ủng hộ kênh, nếu thương Ngọc thì hãy cho Ngọc Linh TV Canada một share, một like, một đăng ký kênh. Thôi Ngọc tạm dừng cái video của Ngọc tại nơi đây ha. Ngọc hẹn gặp lại ông bà cô bác những cuốn video tới. Bye 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 bye, và hẹn gặp lại ông bà cô bác trong video kế tiếp. Bye bye ông bà cô bác.